Xin chào các bạn, mình là Khang, chào mừng đến với tin buồn. Ok, kể từ hôm nay mình sẽ chính thức ngừng làm content video và ngừng stream ở trên kênh Các Khô Solo này nhé. Lý do là kể từ bây giờ kênh này sẽ không được quảng cáo vì cái tài khoản AdSense của mình đã bị khóa với vi phạm là khai báo không trung thực. What? Cái tài khoản AdSense này là nó gắn liền với kênh YouTube của mình, tức là mình đã làm cái tài khoản này cách đây khoảng tầm 9 năm rồi. Mà đến bây giờ Google nó mới khóa tài khoản của mình. Ok, bó tay. Mình có tìm hiểu ở trên trang Google thì cái lỗi này nó liên quan đến gọi là cái thông tin cá nhân hoặc là thông tin thanh toán nó không chính xác hoặc là nó không đầy đủ. Thế này thì bó tay luôn, tại vì 9 năm vừa rồi mình vẫn xài cái tài khoản này rất bình thường và nhận tiền từ Google rất bình thường. Chả hiểu sao bây giờ tự nhiên Google nổi hứng nó khóa tài khoản mình. Mình có gửi đơn khiếu nại đến Google để họ xem lại rồi, nhưng mà như các bạn thấy là đã 2 tháng rồi không hề có một phản hồi gì từ Google. Nói chung là liên hệ support của Google với YouTube như kiểu là chúng là chơi xổ số, hên thì ít mà xui thì nhiều. Mình muốn nói luôn là cái chuyện mà tắt quảng cáo này không liên quan gì đến gọi là bản quyền hay là World Cup hay là gì nha. Mình thấy rất nhiều bạn cứ nghĩ là do mình coi World Cup nên là bị ăn gậy nên là bị tắt quảng cáo. Thực ra nó chả liên quan gì hết. Kênh của mình bây giờ hoàn toàn bình thường, vẫn chưa bị vi phạm gì vì vấn đề bản quyền và cũng chưa có một cái vi phạm cộng đồng nào. Đây là cái vấn đề của cái tài khoản AdSense mà liên kết với cái kênh chứ không phải là do cái kênh. Thế nên mình quyết định là sẽ tạm dừng kênh này và chuyển qua stream ở kênh mới. Tất cả những cái nội dung mà trước giờ mình làm trên kênh này thì nó vẫn còn y nguyên đấy nhá. Mình không có đóng cửa kênh này đâu, cũng không có ẩn gì hết á. Mọi thứ vẫn còn y nguyên, mà nào muốn xem lại thì vẫn có thể vào xem. Cái kênh Các Khúc Solo này nhìn á thì thấy là có hơn 100.000 sub á, nhưng mà thực ra cái con số này nó ảo lắm các bạn. Mình nghĩ là những người mà coi nội dung của mình bây giờ chỉ còn vài nghìn thôi. Mặc dù nó là kênh đã làm được 9 năm rồi, nhưng mà thực ra mình làm content chắc còn tầm 1 năm thôi, còn lại toàn lặn không à. Đấy, bây giờ qua kênh mới mình nghĩ là mình sẽ làm nghiêm túc hơn. Ok, những ai mà muốn tiếp tục cùng Ngồi Các Khô thì các bạn có thể vào cái link ở bên dưới nhé. Sắp tới mình sẽ nghỉ một vài ngày để chuẩn bị vài thứ rồi sau đó mình sẽ stream Stardew Valley. Bạn nào mà thích chiêu câu cá trong trò chăn nuôi với Các Khô thì qua kênh mới xem nha. Ok, bye bye.